Rồi, gia đình em xin mến chào toàn thể tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Dạ, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chú Tám khờ gà chân rồi. Sao anh nói chuyện như khờ khờ vậy anh? Có gì đâu, là từng nữa là không bằng anh. Từng nữa tư tắn ha. Bữa nay đốm em đẻ. Vậy đi. Bữa nay tay chân còn như chú Tám vậy chân rồi. Rồi, xin Tám giới thiệu món ăn nha. Hết hơi hả? Bữa nay em đi chợ mua được miếng sườn. Miếng sườn một chút á, này tổng quát luôn, một chút mình xào chung chua ngọt. Để không nói tên, không nói tổng tổng quát được rồi. Tổng quát rồi. Giống như dài dòng nó tổng quát. Giống như đi khám bệnh tổng tổng quát vậy đó. Một hồi rồi chính là anh sẽ biết ha. Dạ chính là anh biết. Dạ giờ anh vô em làm nấu cơm làm ra cho anh ăn nha. Không đưa lá hả? Bữa nay anh có đưa lá không? Anh nói chứ không, bữa nay hai chú cháu được rồi. Thôi em nấu xong em vô. Em nấu xong là ra xong rồi. Rồi đi nha. Rồi đây đi. Rồi món gì đây? Không biết món gì luôn à? Món gì bữa nay xào đi. Quên. Xương. Không quá. Xương xào chua ngọt. Tổng quá. Vô. Không quá. Và bây giờ thì hai chú cháu sẽ lợp lá cái kết. Hồi tối là mấy chú cháu là bắt xong hết trơn rồi cả nhà ơi. Mặn để nắng không? Để ăn đi, không có để làm giấy rồi, để em giấy rồi. Không, không có nắng đâu. Dẹp đưa chờ lá qua đây. Đó, cả nhà ơi, cái kết nè, tối là mấy chú cháu bắt sắt vô hết trơn rồi nè. Tại vì tranh thủ làm cái nhà nên không có quay nha. Giờ hai chú cháu bắt đầu tiếp tục thôi cả nhà ơi. Tiếp tục. Kênh này lâu dữ à. Có làm được cái gì đâu, làm một ngày hai kênh rồi đi tối làm tối không. Làm tối không được như hay nhiều. Cái này chú Tám không tới cho em bắt ghế nha. Rồi. Con đứng ghế tại nó này nó vừa vừa tập. Con bây giờ con canh đầu bằng của con nghe, rồi chú Tám bên kia canh đầu bằng bên kia nghe. Con coi thấy là con dùng qua dùng lại chú Tám nha. Dạ. Bên đây con đứng đó á. Cho qua khỏi cái này luôn đi chú Tám. Nào. Ở dưới cái này chịu lại luôn. Dưới là cái đầu tay này. Qua đây luôn. Dạ. Rồi. Đó lên luôn. Cái này chú Tám nằm trên hoài luôn á. Dưới á. Ờ, dưới. Đó, để mình cái đầu tiên của mình dưới là dưới luôn. Để nó nổi rộng. Rồi, đó nó vậy đó. Cái này có cái kết này là mát trời luôn. Cho cái nhà sau nha. Rồi,
Rồi cả nhà ơi, sau khi chú cháu đã lợp xong được cái kết này cả nhà. Đó. Quá là đẹp luôn. Sắt này thì để chiều tối không có bụi rồi hai chú cháu lại sơn tiếp. Có lý quá ha Tám. Lên cái máy rồi có lý ha. Còn khoảng trống này thì hai chú cháu sẽ để coi bắt lá như thế nào để cho nó bít cho này coi. Bé xinh xinh. Bị sớm giờ không có người quay cho em á nên em dựng cái góc máy này một đứng chỗ em tua nhanh lên cho nó nhanh công chuyện cho xong á cả nhà. Quá đẹp. Quá có kết này. Bác mở bác biết nghe thằng đây nè. Xong rồi chị Tám đứng ở nấu nè. Chị Tám bể xuống hái rau nè. Bên này chú Tám lên này tưới cây nè. Có công chuyện hết trơn rồi Tám ơi. Cắt cái đuôi này hả con? Dạ. Tè luôn Tám ơi, sẵn cái tè luôn Tám. Hả? Không. Bằng miếng này luôn hả? Ria ra ngoài chút vậy nè. Ria ra. Cho trời mưa nó nhiễu giọt giọt xuống cho nó phát phơ quay cho cả nhà xem. Vậy không? Cái miếng thôi không? Dạ. Dài dài chút nữa Tám. Dài dài. Vậy đó, đúng rồi. Tám là tỉa ngay lắm cả nhà. Đó rồi, đúng rồi. Phát phơ vậy đó. Cái mưa nó nhiễu giọt chứ. Tám là cái gì chứ tỉa này kia nọ là ngay ngắn lắm cả nhà. Nhầm người mới sợ mà sao tỉa ngay đó. Càng lúc mình đi lên ha. Bây giờ bữa nữa đổ đất hay Tám? Đổ đất bằng mấy này rồi xong em làm sàn nước ngoài này luôn cả nhà. Sàn nước ngoài này xong dẫn ống ra xong rửa này kia nọ nó không có bị đóng ướt nước lại. Hồi vô thăm chính Tám chút coi. Nãy giờ im ru giống luôn rồi. Tám ơi, xong chưa? Giờ này mới chuẩn bị đây xong nhà rồi. Nhìn chưa? Chú Tám coi tỉa tỉa ngoài nha chú Tám. Trời ơi đẹp quá cả nhà ơi. Có được cái mái che ra trước rồi. Cái kết đó cả nhà. Vậy bữa nữa có thêm cái kết bên hông nữa là cho thành cái sàn nước nữa. Dạ. Cái thùng mót á. Rồi tỉa thêm Tám nha. Sớm giờ quay hai chú cháu rồi, giờ tới quay nhân vật chính trong này bỏ ngoài nè. Chảo nóng rồi cho miếng dầu vô. Thích thôi, nửa chảo. Nửa chảo rồi. Chảo, xíu rồi, chán chả. Dầu nóng mình cho tỏi vô với củ hành. Bên này mới nóng á. Nóng thiệt luôn á. Hỏi mới nóng giả. Vô đây cười té nó. Giọng cười quyền thoại không ai bắt chước được đâu. Phản quyền đó. Tỏi với củ hành cũng vàng rồi. Mình cho thịt cho mình xào luôn. Phần này mình sẽ nêm luôn. Bột ngọt, đường, hạt nêm, chút xíu muối, vừa rồi. Cho thêm miếng nước mắm nữa. Trúng rồi con. Thì miếng mắm cho thơm. Thông báo với 98 là ai cũng bị phỏng không gài đó nha. Bị, in trí đi lắm rồi đó. Vô đây làm cho phỏng đi. Giờ mình để sạch tới mắm. Cho miếng nước vô không con? Dạ, miếng nước cho nó tăng rồi ha. Miếng nước cho nó tăng rồi. Tăng như vậy. Tăng như vậy vô.
Ui, nãy màu trắng vậy ra màu này rồi. Tương ớt hả Tâm? Tâm cho miếng tương ớt vô con. Trời, trên đây có màu màu đỏ đỏ đẹp. Giờ nên giờ thịt nó cũng săn rồi, mình cho thơm vô. Mình cho thơm vô là thịt nó mềm. Cho thơm vô trước đi rồi mới cho hả dưa leo vô. Thơm cũng chín rồi, mình cho bắp non với dưa leo vô luôn. Cà mình cho vô sau. Dặn ha, lát mình làm chén tương tỏi ớt mình chấm ăn. Yeah, sảy luôn ạ. Rồi, mình cho cà vô luôn. Giao cần với hành. Giao cần với hành chứ không quên nói hành. Giao cần với hành mình cho vô sau. Cái này nó săn chín lại một cái giờ là xong. Ba người ăn chảo rồi chắc. Ăn bữa nay ăn giao không? Chị cơm luôn, ăn cơm. Chị cơm, khỏi ăn cơm. Chứ có lấy cái dĩa bự mình gãy vô một dĩa luôn á con. Dạ, để ăn mâm luôn. Mâm luôn. Mâm cái mũi tí xào luôn. Ôi, có còn thun giống kìa. Đâu? Có. Bậy luôn mà, hết hồn với luôn mà. Giờ cũng chín rồi nè. Mình cho vô cần vô. Vô cần với hành. Cho vô mình tắt bếp được rồi. Tắt bếp được rồi đó. Để vô bằng nó ăn sống sống nó giòn giòn. Giòn giòn. Chín tới nó có giòn giòn. Mình mất da mâm đó mình dắt tiêu lên. Thấy không? Chưa có được hoàn thiện nên chỗ ngồi ăn uống mình nó chưa có vấn đề đó. Từ từ rồi cô chú anh chị sẽ hội họp và chờ đợi nha. Từ từ đi, hai chú cháu không có thời gian, ngày đi hai cử làm hai kênh rồi đây, làm chỉ buổi tối rồi sáng làm chút gì đó rồi về. Khi nào hoàn thành rồi mình sẽ báo cáo sau. Ơi cả nhà ơi, sau khi món sườn xào chua ngọt cũng chín hết rồi, em cũng xin mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình em nha. Rồi mình cũng mời cả nhà dùng cơm với ba thành viên mình nha. Mình mời cả nhà dùng cơm với mình luôn nha. Hôm nay con mời đúng rồi chứ con tưởng nó không mời lộn. Trời nắng chết, tính tám đợi món cho ăn một cái cơm hoa. Ăn chua chua rồi. Một cái tính tám cơm nha. Rồi chị Tám mời ba thành viên mình dùng cơm luôn đi. Mình ăn chua chua cho nắng ăn chua được anh ơi. Bắp cà thôm. Bắp nó ngọt lắm rồi, ngon quá.
hả? Còn nó nếp mà. Ồ, quá chờ. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon yếu quá ăn gần gần. À, nước quá trời luôn. Nó nước. Làm nhà xong cái tiền nước ra bỏ rồi. Không chắc là chủ không luôn. Không tính đâu. Không để mất tính là một luôn á. Ngày 4 năm bây giờ lắm. Có sữa lá nữa. Cháu mua 2 lon sữa. Mà hàng cháu đi có lạnh cái nhà khách cũng nhớ đây hoài luôn. Không có chỗ nào được. Tốt chứ. Ta cả đêm luôn á. Ây dạ. giòn quá nên có dăng nhai được chưa được 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 đó đi bán nổ dăng như còn nhai được chưa thấm đắng nhai rồi quá thật luôn nhận tiền thật nhiều quá nữa. Cục văn này nghe chơi lắm. Ừ. Thôi lắm nghe văn đâu. Cục văn đâu? Thịt á. Ờ. Thịt á. Nghe đâu văn. Đứng nè.
chứ đến 8 gắn yếu mà chữ đánh nhai răng nó bị chữa chết à. Uống còn không? Không, không. Nắng, nắng này uống nước còn nhất ha. Đó mà ăn đó là vợ uống nước là bị tâm thích à. Đó là tâm tích nằm mà mầm phụ dưỡng á. Lớn rồi. Mập nói. Nó ngon quá, mốt nấu luôn nha. Ừ, dạ biết anh nấu hả? Anh Hồ biết. Mốt con tao chú Tám làm vườn rồi. Đây nấu ăn à, rồi. Đúng rồi. Của chú Tám rồi. Đúng rồi, chú Tám nấu rồi, chú Tám làm vườn. Chồng chọn rồi ha. Rồi xuống ghe thì chú Tám phải xuống ghe đến Tết ông làm gì đâu. Phải ông muốn chừng giao ăn. Được không? Thì nè anh trồng mốt anh trồng. Được không? Bột ngọt với hạt niêm rồi em khỏi có mua luôn. Thôi anh khỏi trồng đó em... Bữa cho em cục nạc không hồi không chịu ăn. Nè em cũng nạc nè nhóc nè. Đúng xương. Em đúng xương chứ quách. Cái bát xương á là anh nhai giòn giòn anh nhai xịt xịt xịt. À không gian chân. Mới nó cục gian em bỏ qua đi. Biết gian yếu mà cho cục gian sao được. Mà không. Có anh chú Lâm cơm rồi. Năng nó dữ vậy nha. Không. Ai cho năng á. Năng nước quá rồi. Nước quá. Làm được như nào mẹ phải uống nước no rồi đó trời mấy người nước rồi mấy người đá mệt như ăn mệt nhưng mà đói ăn tiếp quét ha. Ừ. Em quýt à. Dữ quá, lúc này em dữ quá. Nói vậy thôi, chuyện khô à. Ở đây 30 tháng 4 1 tháng 5 này cái đó là xe chúng ta gậu đầy luôn. Đó cả nhà xem là thành phố về đông đúng cả nhà. Ở đây giờ người ta chạy về quá trời vui lắm. Vui luôn em. Vui. Đó nấu cơm khác bây giờ. Rồi xúc mà. Đó. Cũng tương vô. Đều. Ăn thịt cho anh. Anh mới ăn thịt không? Người ta. Lẽ không có sao mà sao giòn dữ hả? Nè, đây tay đây. Đó, thua vậy thôi chứ. Thương vậy chửi hoài à. Để nói nha. Dây giòn quá. Quá ăn mà tóc phát phơ phát phơi ha. Thôi đến hồi rồi bỏ gió quăng luôn gió ăn chén nữa bập quá trời em. Dạ còn nhóc rồi Tám ơi. Ừ. Đó rồi. Thịt Tám ơi, thịt nhóc nè. Nè. Ừ, thịt vô. À, gấp được hai cục luôn. Ừ. Màu lớn. Nhiều không?
ăn nên có sức thì chiều nay là xuống ghe làm bài vọng cổ nha. Cay ngọt như mía lùi vậy. Ông biết ca ca đại luôn anh. Cô chú anh chị nào thích nghe, mình đâu phải ca sĩ đâu em, ở miền ca mình bán vé thì là bị thổi tiền lại á, khách khán giả trả vé lại trả tiền phải bù tiền lại, đâu bán vé đâu, cao người đó thổi tiền lại hả anh, chúng ăn chặt quậy, khán giả cô chú anh chị cũng thông cảm mà, bao nhiêu, bao mình mua bột anh quấy anh lúc em mà không anh luôn một sáng đó cho nè bài đó luôn anh gió gió ba cái đầu luôn chưa có ba được xuống dưới sông anh rồi cái tới cái mát hơn cái cầm ha thích đó. Đó là chủ rồi đòi con nước đu của mình một anh giáo nghe mà còn dặn làm được là có lý à, mốt con có làm gì cũng kêu nữa nha. Làm sạch cho đó ha, làm bọn con lấy thơm nè. Mát mát cũng tốn liều thôi. Thì ăn xong đi, muốn làm thì tắm làm cho tắm sẵn chưa rồi, tắm pha sẵn chưa. Con nào lấy số quắc luôn á. Cá sấu số quắc luôn. Ủa, bạn ăn hết vậy bạn nghĩ nha con. Dạ, mấy dạ, chứ bạn. Tỏ thằng cà ăn. Tỏ là thằng cà nha. Thằng cà là làm trong mấy này cho rồi. Con tối con có làm, đi tám có bữa nó có nít rồi. Bánh nít nhân đậu, nhân dừa. Bảo con có sơn à, có bánh nít nhân đậu, nhân dừa, chẳng rồi. Tối bưng ra cho hai chú cháu ăn. Chiều quá. Tùy lòng hảo tâm. Chiều anh bưng ra cho hai chú cháu ăn, làm cho hai đi cà phê đá ha. Được quá à, chút ăn xong anh làm cho xanh tắc luôn nha. Vậy thôi chứ. Vậy còn nổi gì nữa. Vậy cái đụng đụng cái chuỗi. Nữa. Giờ tiếng nhát phải chú tám hoài. Anh thật cho anh ơi. Ừ. Còn chú tám nên là phải chú tám người vậy đâu. Chứ cả sớm này không biết. Sớm mà không biết ra. Ơi mà bếp đang nấu một cái bà tắt bếp luôn. Ăn vô anh. Chừng ai đứng cháu đi ra anh ở nhà ngủ một bữa nha. Rồi. Bà tức quá trời. Tăng ca mệt quá. Để có màu bé mà chú tám nhà đi. Ở nhà coi. Có màu bé à. Đi. Ở nhà chạy thẩm chụp mình đi. Mình bơi đi rồi ở đây kêu ôm sùm luôn á. Khóc rồi lù ra.
quay lại lên đánh cho 4 triệu. Đó. Cái tội làm khó khăn người ta ha. Ai chịu cái liền đó. Từ cái lỗi ha. Chút mà nói từ hiền mà. Mình tự khai luôn. Tự khai. Không tức quá mà. Tức quá mà kêu đi không đi. Đã là kêu bơi lại. Đó. Cảm ơn. Cảm ơn.